Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Company Hero tiếp nào. Bữa nay thì mình vẫn muốn chơi lực lượng Banzer Elite nha các bạn nhé. Cho nên là mình vẫn sử dụng cái phe này. Nhưng mà mình sẽ chơi một cái map mới mà trước giờ mình chưa có chơi cho các bạn xem. Thật ra ngày xưa lúc mà mình chưa có làm YouTube thì mình có làm cái mình có chơi cái map này mấy lần rồi. Nói chung nó là một cái map mình khá là thích. Tại vì đa phần các con cái cây cầu á là nó bị phá hủy trước rồi, chúng ta muốn qua là chúng ta phải sửa lại. Nói chung là nó tránh cái tình trạng đó, là chúng ta phải phản ứng quá nhanh trong giai đoạn đầu. Nổi bên là nó chỉ có cái cầu nhỏ nhỏ để vượt sông, thành ra là nhìn chỗ là nó khá là dễ. Cái map này là dễ, cơ bản nó giống như cái map dù sông nước vậy các bạn. Mình đang ở hai bên mà giống như hai bên này là hai bên ruộng này, cái đường đi vậy đó. Còn cái khu giữa này mới là cái khu trung tâm nè. Nhưng mà may mắn là những cái điểm chủ chốt á, nó sẽ nằm ở hai bên bờ, còn những cái điểm này là điểm nhỏ thôi, thành ra nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái sự phát triển của mỗi bên. Bên nào chiếm được ở giữa thì bên đó sẽ có lợi thế hơn thôi, nhưng mà nó không, cái lợi thế đó thì nó sẽ không phải là quá nhiều để mà nó tạo ra sự khác biệt. Rồi, nói chung là cái màn này là một cái màn nó tạo ra những một con sông vậy đó các bạn. Nhưng mà ở đây là những cái cầu là dạng như nó bị phá hủy chứ hết rồi. Kiểu như là đây là một cái vùng mà cả hai bên trước đây là đều đã có tranh chấp và sợ đối phương vượt sông đó, cho nên là chủ động phá trước. Sau đó là chiến trường được di chuyển lên vùng khác, sau đó bây giờ mới quay lại tái chiếm. Rồi, ok, đi chiếm thôi. Mình vẫn gọi hai lính này ra, và bữa nay thì mình nghĩ là mình muốn dùng những lực lượng xe tăng các bạn. We have gained the ability to instruct the troops on tank. Và nếu mà mình dùng cái đó thì cái chiếc này xe này nó cũng có khả năng sửa chữa luôn nha các bạn. Ví dụ là mình sẽ dùng lực lượng Banzer Elite, đồng đội mình dùng lực lượng Wasmat, còn đối phương sẽ là Liên quân Anh Mỹ luôn. Nói chung là giờ chúng ta chơi thử trước đi, rồi sau đó là chúng ta mới tiến tới là chúng ta đi xa hơn. Nói chung là cũng để rút kinh nghiệm, thì lần này mình sẽ không có dùng cái súng Ram 43 nữa, nó chỉ được lúc đầu thôi, còn về sau thì nó hơi đuối. Trời ơi, thằng bạn mình nó bị ngáo. Chưa gì nó sửa cầu rồi, mà kệ cho nó sửa đi cũng được, không sao. Để coi nhìn cái map coi. Không, hình như nó mod lại rồi các bạn. Ở bờ hai bên này mới là đồ ngon. Ở cái đường giữa này là đồ ngon nè, ở đây chỉ có 10 thôi, còn đây là 16 luôn á. Đồ xịn, chỉ có ở khu trung tâm này nó là khu dân cư thì nó ít thôi, còn mấy cái vùng này là nó cho nhiều ấy. Thôi kệ nó, vậy cũng được. Rồi đây. Nhưng mà điểm này là cái điểm mà chúng ta phải cẩn thận với nó nè. Phe mình thì hình như là không có cái gì cả, cho nên là có vẻ như hơi nguy hiểm đấy. Mình không có mìn để cài. Đúng rồi, là có, nhưng mà mìn của mình hình như là mìn chống tăng, không phải là mìn kia. Mình nghĩ là mình sẽ không sửa cái cầu này nha, mình sẽ đi chung cái cầu với thằng bạn mình thôi. Cái này thì hình như là bộ binh qua được, nhưng mà xe mình cũng qua không được nha. Cái này mặc dù là xe nhỏ mà vẫn qua không được, nhưng là đường tiến nó sẽ bị chặn lại khá là nhiều. Mình không biết là đối phương sử dụng cái đơn vị nào, nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ dùng xe cơ giới nhiều nhiều một tí. Để mình bữa nay mình đang muốn dùng mấy cái xe chống tăng của Đức, không phải là không có tự hành hôm bữa mà mình muốn dùng cái xe nhỏ thôi. Rồi đây, lên sửa phụ đồng đội đi. Rồi cái xe này nó xong việc rồi, cho nó sửa luôn. Nó có chức năng sửa luôn nha các bạn. Rồi gọi luôn hai đội ra đi để làm cái gì. Đồng đội mình thì cứ để cho nó xử lý mấy thằng này cũng được. Mình chắc cũng nên gọi một chiếc này ra các bạn. Thằng bạn mình không biết nó có lon nó xây hay không, thành ra thôi mình trấn trước thì chắc ăn. Với lại điểm này cũng gần nhà mình xử lý đi. Bên kia thì để cho đồng đội mình nó tự xử, nhưng mà bên này thì mình vô mình phụ. Infantry section ready. Squad upgrading. Grenadiers ready. Understood. We'll fix it. Nó hôm sau mới đầu vô thì nó cũng không mạnh lắm, mình có thể chiến đấu được. Chủ yếu là cho cái xe nó đi chiếm điểm thôi, còn mình với đồng đội thì để đi hướng này cũng được. Mình không chiếm bên này là tại vì bên này nó qua trước mình rồi. Chủ yếu là giờ tranh chấp ở đoạn giữa nè. Grenadiers ready. Rồi đây, đi xe qua trước. Rồi chiếm điểm đã. Sớm thôi sẽ có giao tranh, vấn đề là mình chưa thấy. Giờ cơ bản là tụi nó sẽ có thằng bắn tỉa nha, hết sức cẩn thận. Rồi đây. Chủ yếu là chúng ta cần đạn thôi.
như là cơ bản thì cũng được nhiêu đây rồi cũng mừng. Cái này đạn luôn hả? Rồi thôi cái chỗ này ở xa hơn là mình cẩn thận. Rồi đây. Bạn mình ở đó rồi thì mình lên đây. Từ đã, bốn này nó đi chung với nhau. Tạo thành đội 1. À đây nó có cái cầu bị chặn nữa. À nãy ai nó chưa có sửa cái cầu xong. Rồi vậy cũng đỡ. Mình bắn lấn lên đỡ lo. Rồi xong. Mình núp ở đây là được rồi. The enemy is weakening even now. Comrades have given their lives for the whole map. Lôi để cho đồng đội mình nó xử. Tại tại mình chưa có cái này nữa là lính mình nó mới đuối giống vậy. We are losing a sector. Rồi gọi cái này nữa mình trấn ở đây luôn. Cái này thì bè quá không cần phải trấn. Cái này mình đi cầu bên này mình chưa sửa thì giờ để thằng bạn mình nó xây bên này cũng được, xăng dầu cũng nhiều mà. Rồi cho mấy khu đó thành khu dân chấp đi để tránh phải giao tranh bên này. Tránh giao tranh nhiều chỗ nha, mình tập trung mình giao tranh chỗ thôi các bạn. Grenadiers ready. Infantry section ready to move out. Panzer Grenadier reinforcements are mustering. We must work together. The enemy is weakening even now. Have upgraded defensive operations. Rồi để gọi một con này ra cũng được, tại nó chưa có pháo, chưa có gì cả thì mình chơi kiểu này được. Cái xe nó chạy đâu rồi? Rồi từ từ, để lát cho nó lên nó chiếm điểm. Mình thở cái đã. Rồi đây. Cái điểm xăng này kệ nó. Chủ yếu là lên đây chơi giữ đạn thôi, mình cần đạn. Rồi đây. Lên. Đồng đội mình nó còn xài K98 mình nó bắn không ra hồn đâu. Rồi đây. Cái xe này cho nó hành đội 2 đi, tại tạm thời nó còn cái gì. Đi quân Anh Mỹ nó hội quân là nó đánh hơi bị ác tiếng đấy, nhưng mà tại nãy lính mình chưa nâng cấp thôi, còn giờ khác rồi. Đây lấy cái này ra chuẩn bị chọi nó. Đây. Ê trời. Rồi ác sáng lên rồi bắn. Mình là chỉ giỏi như con bắn lắm cho thôi. Đồng đội mình đánh tới châu quá tối rồi, có gì dở nha. Mỗi lần hả? Mỗi lần hả? Mỗi lần hả? Đáng đắm chết thằng ý đó. Rồi này hết máu đi trước. Thằng này hết máu đi trước. Vậy mà cũng được cái đó thôi hả? Hơi bèo nha. Rồi từ từ. Cái này ta không cần, ta cần đạn cơ. Rồi đây, được rồi, ở đây cũng được. Tránh đứng sát quá rồi. Kệ nó giờ về cũng được rồi. Ok. Reinforcements nhiều are ready and ready. Infantry reinforcements are mustering. Improvements underway. Rồi mua thêm một chiếc này ra nữa. Lên nó sửa nó còn được. Troop ready for order.
đây. À, chưa gì là nghe câu lót cái đó rồi. Chịu đấy. Cái xe này độ bền nó không đủ nhiều. Chút bộ binh bắn mà nó còn vậy thì làm sao nó sống nổi. Vậy là hơi bèo. Cái này là nó nâng cấp cho AT gun rồi thôi cũng được. Để nào mình đang muốn dùng con này rồi. Pháo nó qua rồi. Lên ẩu là thua đấy. À, nếu vậy thì mình chỉ cho chiếc xe mình đậu ở đây thôi. À, con này là phải đứng sẵn ở đây có gì cũng chơi. Sao một con này thì mình chịu được, nãy ba thằng của mình đang ở đây mình chịu được rồi, mình đang có pháo. Rồi, hay. Nghe lại. Promotion of veteran sergeant available for assignment. We have destroyed an enemy unit. Trời ơi, nó xong rồi, trời ơi. Panzer, the indomitable headset tank is now available. Quả này hành dở rồi. Con này 600 mới gọi ra mà cũng 8 mà tương đương một con sơ mạnh đấy. Có điều đó chỉ chúng ta một bộ sơ mạnh cho một binh. Panzer Grenadier section is being reinforced. Grenadier is here. Get that new man moving. Welcome to our shoot support, Grenadiers. Quickly now, build the Kampfgruppe company. Thế là xong. Phá được con này nhưng mà chưa con kia chưa ổn. Grenadiers ready. Có ba này để chiến đấu thôi. Just say the word. Con kia tiêu rồi, không lo, con đạn thì họ không lo. Đây. Giờ chưa gọi cái gì ra được đâu. Đúng rồi, là bây giờ mình cần phải gọi cái con này ra cho nó bắn vào quả đạn lửa thì mới giết được. Đấy. Sao có gì mình cứ khám sát rồi mà bắn thôi. Như quân Mỹ là xài thế giới nó mới spam pháo luôn vậy. Đó đúng rồi, ăn ăn sáng luôn nha. Quân là cái xe này mà thôi, giờ đang gần nhà thì không cần cái nó. Rồi không sao, có gì mình gọi cái xe kia ra mình bắn bật lửa mới được. Rồi đây, đậu ở đây đi. Cái này là chạy về cho đỡ hao thôi. Lại để nâng cấp được lên rồi, với lại áp sát quá sợ nó bắn. Chưa để súng máy nó bắn rồi, ra là mình phải cẩn thận. Rồi đây, súng máy là đường hẹp dễ đánh. The enemy is becoming less mobile all the time. Rồi đây. Cái này chắc chưa cần đâu, để nâng con này lên là nó bỏ cái Panzer nó ngắn ra. Rồi không. Quất cho quả đạn lửa đây là sao. Hy vọng là nó bắn trúng. Lật xíu rồi đừng lật quá, lật quá cái nước còn xong luôn đấy. Rồi. Sao. Rồi đó. Chết rồi, kia là mình rồi. Không ai là mình cũng thích máy rồi. The enemy is weakening even now. The enemy has cut down an infantry unit. Our support command abilities have been upgraded. Assault grenadiers reinforcements are preparing for our units now to full strength soon. Rồi, hai.
pháo đâm 7 của nó. Rồi đây, chưa gọi được lính piercing rounds đâu. Đây mà giữ là những con này cho nó lửa liên tục thôi. Con này thì không sao. Ready to pass on orders. Đây, sắp được rồi. Rồi, ok, hay. Chứ là chạy về để hồi lũ đạn đồ cho mấy thằng này nữa nè. Rồi xong. Thật ra thì mình nghĩ là có con này rồi nhưng mà nó hao quá. Xài con này trước đã về lũ đạn yếu. Chưa gì bắn chết hai mươi mấy con rồi. Ê, ngon rồi, đòi hỏi gì nữa giờ. Con này nó không biết nếu mà mình chả sợ cứ lấn lên bắn mấy thằng kia của nó rồi. Minh thôi mà, có gì đâu phải sợ. Đây, bắn lên. Ném. Chứ là ném mấy con tăng nhóc, tăng nhóc mà. Ôi trời, hai con luôn, thôi vậy. Rồi, đó, thế cho nó quả đạn lửa ở đây, nhanh. Đạn nhiều quá làm gì các bạn. Rồi nâng cấp cái đã. Enemy unit eradicated. Rồi đây. Quất qua đây con trái nhà cho nó vô. Grenadier is ready. Rồi hàng này hồi lính trong đó. Reinforcement on mustering. Mình trâu lắm. Rồi đây để họ nâng cái này lên luôn. Come on, Belair. Now you can enjoy the benefits of our yoga command upgrade. Rồi đây, bỏ pháo tiếp nha. Rồi đừng có ngại quất cho con này nó chạy cái bệnh thích cả. Rồi ngon, nó xúc cái xích ra rồi. Con này là để tăng cái độ bắn thì phải. Increased squad size is now possible. An enemy unit has fallen to our right. Quất cho nó quả khói lửa vô. Assault grenadier is ready for order. Rồi, mọi đứa một bên này nha. Rồi, nâng này lên để mình hồi cho nó lẹ. Rồi, cảm ơn người anh em. Tay bắn của mình chuẩn đấy. Nghe lại, con này chạy vô. Đừng có đứng ở ngoài, lạc giờ. Đây cho nó một quả khối bên này. Kevin eliminated the enemy once more. Con đừng nguyếp, con đừng nguyếp. Bắn bắn, chạy xuống nó ngay. Đây. Rồi hên quá nó bắn. Rồi hên quá không sao mà nó bắn lình lệch thì thôi. Ok ok lên được lên được. Nhanh 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 lên 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 lên. T-34 Goliath has been eliminated. Ai dứt tiếp. Cứ dùng nhờ thả lò ở cùng chơi thôi. Cái bánh xích là được rồi. Mình chạy qua đây nha. Bên đây cũng vậy, đồng đội mình đang bên này mình đậu xe bên này mình bắn qua ngon hơn. Sao tại con này giờ nó hết chịu trận nổi rồi. Hãy nâng cái nóc này lên đi sửa chữa nào. Đây, chọi cho nó một quả. Đây nó đang ép vô chỗ này là mình cứ chơi nữa, mình chơi thôi.
our enemy. Tốn thời gian quá chứ. Ráng lên, ráng lên. Rồi xong, chạy. Quay lại đây, nhanh. Sao hết? Rồi đây để gọi ra. Ready for orders. Rồi thằng này đứng yên. Chà, nó lại tấn công được rồi. Hết mã thuật rồi các bạn, giờ cái xe đó của mình như là cái xe thường thôi. Là có gì cho con này nó chở mấy thằng Patriotan đi luôn. Thằng nào bắn bộ binh thì thằng đó nó đi thường. Superiority once again. Ready for order. Tankbusters moving to specified location. Rồi khoan từ từ. Anh em cùng đi. Giác hai cái bài cho em, không dám lên. Đúng rồi, giác bài cho em làm gì đúng không? Lên đây giúp cho nó một phát. Từ từ với chúng ta lại xíu, còn nó khô quá, nó xây nhà rồi, nó xây cầu rồi. Không biết là nãy giờ xe của nó qua chưa. Reinforcements on mustering. Bắn được một chiếc cơ giới của đối phương cũng đâu nữa nào. Rồi đây. Sao các bạn mình gọi được con này ra đây? Đây. Bạn mình đã chơi được con này là ngon rồi. Đây lên gọi cho nó mấy phát. Mày hành vừa xe chống bộ binh mà vừa chống tăng luôn nó mới đỉnh. Bà con thấy thể liền. Đó đúng rồi, con này nó ra rồi nè. Cái xe này đâu rồi, đây. Đâu.
nó tự lên giáp các bạn. Rồi, hay quá các bạn ơi. Rồi, đây. Trang bị sẵn vũ khí luôn. Ồ, thằng bạn mình nó gọi được ra rồi, hay. Đúng ở đây được rồi. Hold them out. We now have incendiary grenades at our disposal. Bấm nhà tính sửa mà lộn. Em nhân. Have died in action. Quả đó nhặt hơi dở. Không sao, cho nó thêm quả nữa đây rồi nè. Thù mà này đánh chân chấp kinh đấy. Steady up, Cup. Dễ ăn đâu. Này nãy giờ tôi chạy nữa, nó bị dướng chỗ này hoài. Tiger đang ở đây nữa hả? Đây cho quả vào đây là nó hết ngay. Mình còn khói lửa lên làm gì đúng không? You have destroyed an enemy unit. Rồi ngon. Đúng rồi. Quả lực lên rồi mà chơi. Mấy con này chúng mình quả lực lên thôi. Lửa nó cho đứng trên trái nữa. Thêm quả nữa. Chỗ này nó nhiều xe nè, thành ra là rất là khó cho mình. Grenadier is ready. Infantry reinforcements are mustering. Đi rồi. Nãy giờ tăng nó nhiều quá. We have eliminated the enemy once more. Assault Grenadier is ready for orders. An enemy unit has fallen to our might. Chỗ này mà nó không bị cái vấn đề này khá là ngon đấy. Grenadier is here. Trời ơi, gọi con này ra rồi. 4-6, cho với mình nó cũng tập hơn. Tập bắn con này quá, nhưng mà cũng bắn không tới. Rồi, xong. Đây gọi một con này ra.
gì đấy, kêu chú chạy qua đây mà. Once again. Sắp cầu rồi, hai. Hai. Rồi, ok. Ha ha. Tuyệt vời. Go ahead. Send over. Group ready for order. Đợi chiếu. Nó nhỏ tối lại kinh quá. Cái phóng băng cũng loạn chứ lộn. Is ready. Rồi, đây. Rồi, lên xe nha. Con này hình vừa có súng máy cho bộ binh mà nó chưa có hàng bánh xe nó biết trên luôn. Tha hồ chơi. Chà, nó đang say đấy con vợt. Come on.
reinforcements are preparing for combat. Loại được quân Anh ở bên này đó thì mình mới chơi được. Rồi, này, con này tại nó không công được cho nên là nó tự động nó lên thủ bên qua sân máy thì con này là có chừng xuống lửa hai xuống máy hoặc là khó quân lực cũng loạt nha. Rồi đây để mình cho nó thử một quả coi sao đạn nhiều để làm gì các bạn. Rồi đây gọi một con này ra. Chưa tới lúc mình dùng cái hàng tuyển các bạn. Incoming ready to transition. Tank is being upgraded. Đây là ba. Chiếc này là hai. Chiếc này đội một, ta nghĩ là mình dùng nó để chi? Chở con kia. Qua đây mình loại quân Anh cái đã. Map này nó cho tài nguyên nhiều, nó chơi đi dễ, tôi nói dễ. Send your orders, sir. Load up into the half track. Gì đây? Hút quá cao quá. Incoming radio transmission. Fire! Ready to move.
Tom, gọi hai con này qua. Tắt tiếng tốt đấy. Nhắm lóc cái đường này lên thì mới ổn được. Chạy sập thì làm sao để cho đồng đội mình nó đánh đường này. Mỗi bên đánh một đường. Này mình cứ cho nó đậu con, nó đậu ở đây không có gì bên được rồi. Squad is ready for order. Đây mình đi đường này qua đồng đội mình cho nó đi đường này thế là xong. Khu bên này vẫn có bạn cứ là đường yếu của mình rồi. Mấy anh bắt được đạn thì là không có đạn rồi. Rồi xong. Con này chạy qua nhanh. Nhìn nó bắn cái này có sập cầu à, được rồi, cái tốt để nó cầu gỗ mà rồi xong hay đây có hai điểm là hai điểm dễ rồi đây. Quay qua phá cho anh. Rồi tốt, con này cho chạy theo. Rồi ok, nhưng mà bên này mình không có đứng bên này mình không bắn qua được, tao dở. Rồi đây, mình đậu bên này lát nữa có nhìn qua. Con này ra được rồi. Con này ra được rồi. Lát nữa là tính. Con này mình như là mình chạy mìn đây nè. Nó qua là nó ăn đạn. À quân Anh nó có cái, nó đặt cái cối bên này. Đây dứt cho nó về quả đạn lửa. Để coi bên nào đẩy kinh hơn nha các bạn. Mìn này là mìn thường, còn bên tụi này đặt ở bên này nó mới là cái mìn bự nè. Mìn này mạnh gấp đôi luôn á. Mà chỉ là để chúng ta. Rồi để coi có thằng nào bắn kinh hơn. Tại con này chống bộ binh. Nó đi với bộ binh bên này đã. Cái xe không vậy?
nhanh. An enemy unit has fallen to our might. We will maintain fire. Mortars coming in. Ready to receive. Băng được trang nữa lên đây đi. Nhanh.
để tôi sửa. Mấy ông bình tĩnh. Assault Grenadiers reinforcements are mustering. Reinforcements are mustering. Gọi lên nữa. Anh em mình đã được đi. We are moving. Replacement reporting. Đang bao quay được nó rồi các bạn. Grenadiers ready. Send your mission orders. Send your orders, sir. Lên đây mà sửa cho đồng đội này sập mất đầu. Nó còn pháo nó trốn ở đâu á, nó cứ dội pháo, thỏa pháo xuống mà là mình chịu không thấu đây. Ready for battle. Go ahead, commander. Cầu quá chút xíu mà nó cứ tranh nhau nó đi, chịu rồi. We have destroyed an enemy unit. Confirm readiness. Con này cho về đây cầu tạm đi, nó biến nó thành cái lô cốt của gì nó phá cái cầu cho là. Cái mã pháo nó không biết là nó ở đâu bắn tới. Ready to pass on order. À thấy rồi, đây, nó đứng đây nè. Make it fast. Make your CMA. Sửa mấy cái cầu nó không mình thẳng thẳng. Gọi một con xe, gọi một con xe lên đi để cho nó di chuyển, nó sửa cho lẹ. Nó sửa thì không nhanh bằng mấy con tốt bằng mấy con này. Đây, giúp tiếp đi. Tôi sửa cầu rồi đấy, anh em lên đi. Trời ơi, còn tranh nhau đi nữa kìa trời ơi. Rồi xong. Để mình lấn từ bên này qua bên này nó đánh đi chứ. Cái kiểu này nó dồn pháo nó bắn một chỗ mình chịu không thấu luôn. Rồi đây, mình lấn qua bên kia. Phá xe nó mới được. The enemy is seizing our territory. Pháo mình đâu quay gần gì rồi. Cái nhà đó là dở rồi. Tại là con này không qua đây được. Mình đang ép được nó rồi nhưng mà mình lại không lấn lên tiếp được, hơi dở. Hỏa pháo này nó cứ bắn xuống nè, nó hơi khó cho mình. An enemy unit has fallen to our might. Send over. Rồi từ từ tính. Đây. Xây cái đường này lên. Gọi một thằng nữa qua bên này nhanh. Mình đứng đây mình giữ cầu ở chứ mình cũng qua thì hơi liều. Tại sao bây giờ không qua vậy? Đây loại lực lượng của nó được không?
Qua bờ này được không? An enemy unit has fallen to our might. Grenadier is here. Waiting orders into area. Kinh thường mình tới mức này luôn. Dù ông bạn mà đang trú ở đây nữa chứ. Grenadier is ready. We have eliminated the enemy once more. Order. Cover up on your fire team partner. We are losing a sector. There's some Grenadier's marching order. Red out, marching order. Red out. Grenadier is moving out. We are losing territory. Ready to receive. Cái này đi đường bên này đi khổ quá. The enemy is seizing our territory. Enemy unit eradicated. Đồng đội mình nó cứ tự nhiên nó lại cứ kẹt ở đây nè, nó làm khó mình đây, nó thằng này của mình nó đứng kẹt ở đây luôn là mình không qua được. Cái xe này mình bấm kiểu gì nó cũng chạy qua nữa nè. Đối thủ. Rồi, đây đi coi ai trâu hơn.
Tại nó vẫn là tăng hạng trung, còn mình là tăng hạng nặng. Crew ready. Rồi đây. Coi ai trâu hơn. Go ahead, commander. Ready to send your mission to the MG. Rồi. Chiếc này của mình cho chạy qua đây. The enemy's guns do not stand a chance against our superior reinforcements on mustering. Thằng này không hỏi được thì thôi vậy.
hitting an allied base. Awaiting orders, sir. Anh em bỏ pháo tầm bậy không rồi mới đi. Là tận này đánh 1 tiếng 7 phút luôn các bạn. 7 phút 20 giây. Đồng đội mình đã đánh được nhiều hơn mình nhưng mà thiệt hại cũng nặng hơn. Mình thì chiến được ít hơn nhưng mà chết ít hơn. Tỷ lệ của mình tính ra là cao hơn chứ đùa đâu. Nó đồng đội mình thì nó tỷ lệ nó thấp hơn. Nhưng mà tụi chung lại thì lần này mình thiệt hại vậy là ít rồi các bạn. Ba mình thiệt hại 112 lính rồi, chủ yếu là nãy có vài pha bị pháo nó bắn trúng mà. Cái tác chiến mình khá là hiệu quả, mình lên khá là cẩn thận. Còn mà pha nãy chịu rồi, tại vì cái cầu sập mà mình không điều con trâu nước của mình về được, nó đứng nó bắn hồi cũng bị bắn nát thôi. Như là quân đồng minh nó cũng lì, nó đánh rất lì luôn các bạn. Quân Anh này hỗ trợ hỏa lực từ xa, quân Mỹ thì nó điều xe thiết giáp lên nó đánh, thậm chí là nó gọi pháo rồi nó bắn cái chặn tăng của mình. Rồi chưa kể nữa là nó nhiều cái chiêu trò khác nữa là mình chịu rồi. Đấy, chưa kể là nó cái con hỏa pháo nó cứ dội xuống không mà chưa thêm mấy con sao mình mà nó gắn nguyên cái dàn tên lửa pháo phản lực lên nó bắn nữa thì mình chịu rồi biết sao giờ. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.